Ôi không, ba ông cháu đi đâu mà bị lạc ở đây để con Titan nó dí chạy thế kia. Ở đây có ít tiền, tôi cần làm gì đó để giúp ba ông cháu. Bà chạy như kia chắc mệt lắm, nên tôi sẽ cho bà lên ngựa trước. Nope, không. Vậy cho bà lên trên xe nhé. Nope. Không thể em. Ở đu bà dám chê à, vậy thì cho bà lên con chim nhé. Nope. Ở bà vẫn không chịu, vậy đưa bà cho con Titan nè sử Ô muốn giúp cho bà mà bà còn chửi, thôi thì lên cho bà bộ đồ cho hợp với hoàn cảnh nè. Có bộ đồ này bà không sợ bồ con thần nào nữa. Ô bà cười gì mà nham hiểm quá vậy? Nếu hiệu quả như vậy thì tôi sẽ lên cho cô gái bộ đồ y chang bà luôn. Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu. Ô con chim màu đen kia xấu quá, thay thành màu trắng đi. Thay quạ thành bồ câu sẽ mang lại cảm giác hòa bình hơn. Ô chắc con ngựa này xấu quá nên bà chê chứ gì, nên tôi sẽ thay thành con ngựa bảy màu trong truyền thuyết nè. À con ngựa này chạy nhanh hơn nè, lại còn thơm nữa. Mấy bông hoa này xấu vại o, trang điểm cho đẹp lên coi. Hoa này nhìn đẹp hơn, tăng sức mạnh khi nhìn á. Ô xe này sao có mỗi hai cái bánh chạy chậm vãi, lắp thêm hai cái nữa là bốn cái nè. Hai bánh sẽ không nhanh bằng bốn bánh. Ồ cảm ơn cô đã nói điều mà ai cũng biết. Hả? Ồ bốn bánh nhanh rồi nhưng yếu quá, dễ hư hỏng. Độ thành lốp cao su có mâm sắt siêu cứng vào. Như vậy sẽ không còn sợ bị hư lốp giữa đường nữa. Ồ mấy tấm gỗ này nhìn phèn vãi, thay bằng xe vàng nguyên chất luôn nè. Bằng vàng thật à? Tí về tôi sẽ bán. Ở à, đù cái bình axi kia bơm vào ông bị hóa đá làm gì vậy? Làm như vậy rất phí, nên tôi sẽ thay bằng bình axi cơ động nè. Ô cái máy này xuyên xoa quá vậy. Cho bà, cho bà đi, Ồ ừ, bà xin thì con cho bà luôn nè. Có cái máy này không còn bị mỏi chân nữa nè. Ồ ừ, bà sai như vậy sẽ tốn axi lắm. Nếu bà mỏi chân thì cho bà lên ngựa ngồi, sẽ đỡ tốn axi hơn á. Như vậy sẽ tốt hơn, đỡ tốn axi vừa khỏi mỏi chân bà ồ nóng được mà bà đeo khăn choàng chi vậy ông bị hóa đá lạnh leo nên đeo cho ông đi Ủa, vua cái gì vậy đeo khăn lên giải trừ hóa đá cho ông luôn à game này rất hay rất logic các bạn không nên chơi dù chỉ một lần ùa nhìn bà những người không hồn thế kia thôi thì trả bà về tự nhiên để bà không còn nhỏng nhéo nữa nhé Ô ông cơ bắp cuồn cuộn như vậy mà sao đứng ở trên xe làm gì cho phí xuống chạy bộ cho gia tăng sức khỏe nề như vậy sẽ tốt hơn gia tăng sức khỏe cho ông. Ồ cái súng trên lưng cô gái dùng để bắn rồi à, thay thành mấy cây tên lửa đi. Mấy cái đó ngon gì, đưa cho bà, đưa cho bà. Ốc nếu bà cần thì con cho bà, chứ con có hẹp hỏi với bà đâu. Ha ha, ha, ha. bắn cái này phiêu lầm luôn à nha. Bà khai hỏa luôn nè. Ủa bà khai hỏa rồi mà nó rơi mỗi cái bình trái tìm ra vậy. Ồ sao kết hợp nó thành ống tim thế kia. Cho ông lên rồi chip cho ông. Ồ vậy đưa ông lên xe rồi chip cho ông xem sao. hình ừ, Ồ ông biến thành con Titan 100 mũi luôn. Ồ ừ, ông solo với con Titan kia luôn. Quá ghê gớm. Ồ ừ, ông kinh vãi. Ông là số 2 không ai chủ nhận. Ồ cô gái ngồi nãy giờ chắc ê mông lắm. Nên tôi sẽ mua cho cô ấy cái yên ngựa bằng vàng. Cái yên vàng này xịn quá, tí về đem bán luôn. Như vậy là tôi đã giúp đỡ họ thành công. Bạn xem video nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin cảm ơn nhiều. Oh. Bố mẹ tôi đi công tác xuất về rồi. Vì mãi chơi game mà tôi quên giật mớ đồ này mát. Cậu xin anh hãy giúp đỡ tôi nếu không thì ông bà. Vì cho tôi ăn giỏi nào mát. Gia cảnh của thanh niên này thật đáng đời. Vì chưa trải sự đời nên cậu đã chủ quan không giặt mỡ đồ này trước khi bố mẹ của mình về có lẽ tôi nên tìm cách để giúp cậu ấy cũng may nhà có cái máy giặt hiện đại này nên tôi sẽ cho vào trước một đống máy giặt đã giải quyết được một phần rồi nhưng vẫn còn rất nhiều đồ dơ á à, vẫn còn rất nhiều đồ dơ ở đây thử mở cánh cửa phòng kia ra xem sao ồ hóa ra là cái hồ nước ống tre đưa đồ dơ vào cảm ơn mẹ thiên niên đã trợ giúp chồng chồng trên đêm đó bị Ồ mà thanh niên đứng đó hoảng loạn cũng đâu có ích gì Đem đồ đi giặt đi chứ Trời mở đôi chân dưỡng kèm mấy năm này của tôi Con bìn lèo kia sao nằm phè phẫn sung sướng vậy Thấy chủ nhân khốn khổ như vậy không sót à Ngồi dậy giặt đồ mau lên coi à. Thanh niên gì mới giặt có một đống rồi đứng hoảng loạn thế kia Giặt tiếp nè Tôi thật sự không thể giặt thêm được nữa hộp hộp Ủa gì mà yêu vãi lều vậy Giặt tiếp coi Thảo cho em đi chứ em thể em không giặt tiếp được Đành chịu Con núi mười này sao chậm chạp vậy Giặt nhanh chân lên coi Cố lên kiểu cường Tôi tao cho mày ăn gấp đôi thảo tế cái ấm kia đun gì phí thế, cho đồ vào giặt luôn đi, vừa giặt vừa uống cho nó nhanh. Hả? Trời nó khó như vậy mà cũng nghĩ ra hả? Bình lọc nước để uống thôi thì rất là phí, rất thừa thải công dụng. Hả? Đúng vậy, nên cho đồ vào để giặt luôn hén. Hả? Như vậy sẽ nhanh hơn, tốt cho sức khỏe hay không thì chưa biết. Hả? Ủa ừ, ai đang gõ cửa sổ thế? Ồ hóa ra là bà hàng xóm bên cạnh. Xóm mãi làm gì mà hôi thối dữ vậy hả cô? Ồ con có cách cho hết hồi thối nè bà. Cách gì? Cách cho bà đi giặt đồ giúp cháu là nó hết thúi à? à. Nhìn bà giặt đồ mặt mày trông phúc hậu lắm ạ. À. Cái gì vậy trời ơi? Ủa con chó kia ở đâu ra vậy? Cho nó giặt đồ luôn. Trời à. má con chó đó cũng không thả nữa. Chứ nó ngồi không lại đi cắn người thì khổ. Trong hộp tủ này có cái gì nhỉ? Ồ thì ra có con ốc ở đây. Đừng nói là. Đúng như vậy. <laughs> Anh đứa tố với đấy chỉ để làm ông xin thôi có đúng không? Cái gì vậy trời? Cái gì ai mà biết? Ai biết vì sao cô gái chui ra từ vỏ ốc? Xin hãy bình luận ở phần comment nhé. Cậy cái nắp thông hơi ở trên kia ra. Ông hóa ra có con chuột đang nằm phơi nắng ở đây. Cho con chuột giặt đồ luôn nè. <laughs> như vậy là tôi đã giúp đỡ thanh niên này thành công. Các bạn xem video nhớ giặt đồ thường xuyên. Đừng để chất đống như thanh niên này nhé. Vì sẽ rất mất vệ sinh. Gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Video đến đây là hết. Nhớ để lại cho tôi một like và một super gì xin nhé. Xin cảm ơn. Bà chưa kịp đến tàu, đợi bà vậy rồi. Ôi không, chỉ vì đợi bà lan bán xôi thối tiền mà bà đã bị nhỡ chuyến tàu. Giờ nhìn bà chạy theo thật tội nghiệp. Ông cháu nằm trong này không ai quan tâm bà, nên tôi sẽ giúp đỡ mấy ông cháu ở trong tàu vượt qua khó khăn. Con chuột này có vẻ nó bị lạnh hay sao á, nên tôi sẽ mua cho nó cái áo ấm mới nè. Diễn hà nhỉ? Ồ bà lên tàu không được thì thôi, sao lại cô đấm ăn xôi ném đá vỡ cửa kính thế này, lỡ văng chúng con chuột thì sao? How? Với lại để như vậy gió lùa lạnh cho ba ông cháu với con chuột, không tốt cho sức khỏe, vì vậy tôi sẽ thay cửa kính mới. Như vậy thì sao bỏ vỗ được? Thì kệ bà thôi bằng. How? Như vậy không sợ lạnh nữa, rất an toàn. Quạt sưởi này nhìn lò quá, thay thành cái lò nướng luôn. Bà chạy như vậy chắc rất là mệt. Nào đạo lý làm gì? Có cho tao lên không? Không. Hả? Cuộn giấy vệ sinh màu trắng thật tội nghiệp nên tôi sẽ mạ vàng cho nó luôn. <laughs> Hồ sao ông bắt cậu vàng mắt xà thế kia Ông già rồi làm như dị mà coi được à Bước xuống dưới nằm coi Ông có tuổi rồi mắt xa kiểu này không tốt cho sức khỏe đâu Mà ông nằm lì vậy cũng không tốt cho sức khỏe Ông nên cần vận động nhiều hơn Vì vậy cho ông ra chạy chung với bà nè Như vậy sẽ tốt hơn cho ông Tránh nằm một chỗ sẽ bị giãn xương cốt Ông ra chạy chung với bà rồi không ai nằm trên cái giường. Như vậy cái giường chắc sẽ lạnh lẽo lắm, thật tội nghiệp. Nên tôi sẽ mua cái chăn đắp cho cái giường, tránh bị cảm lạnh. Sao sẽ... phải? Như vậy cái giường sẽ không còn bị lạnh nữa, rất tốt cho sức khỏe. Ô nhìn ông bà có đôi có cặp thế này, mà sao lại để con chó nó cô đơn một mình thế kia? Mua cho nó một con chó cái nè. Như vậy con chó sẽ không cô đơn nữa Rất tốt cho sức khỏe Ô ở dưới cái chăn này có gì đó nhô lên Ô hóa ra có cái lụ đạn chắc để tiêu diệt con gấu á Nhưng nó nhỏ quá không ăn thua Nên tôi sẽ độ cho nó thật to Như này thì ok nè Giờ cho con gấu nó ăn luôn nè như vậy tôi đã giúp con gấu chuyển sinh thành công Giờ thì lấp cái lỗ lại nè Ô bị sao mà không lấp được vậy trời Cho bảo lên đi bảo chỉ cách sửa cho nè Ô bà biết sửa à Vậy mà bà không chịu nói sớm Cho bà lên nè ngồi không Bà ở bên ngoài chạy giữ quá giờ vào trong chưa quen Đưa tiền cho bà bình tĩnh lại Nếu bà không muốn ở trong vậy thì cho bà ra ngoài chạy tiếp Bà già rồi nhưng thích vận động như vậy rất tốt Ổ dưới cái gối có tấm thẻ màu xanh Ổ xấu vãi nên tôi nhuộm vàng nè Như vậy nhìn rất đẹp, rất chảnh chóa Ổ bóng đèn này quê mùa vãi Thay thành đèn trùm đi Như này nhìn sang trọng hơn rất tốt cho sức khỏe Cô ông bà chạy nãy giờ chắc đói lắm rồi hen Đúng, đúng Nên tôi sẽ dọn đồ ăn thịnh soạn lên bàn cho ông bà nhìn cho đỡ thèm À. Như vậy ông bà nhìn sẽ tốt hơn, rất tốt cho sức khỏe. À, giờ thì lấp cái lỗ cho kia lại, như vậy không còn gió lùa nữa. Đứa cháu nằm búp, á à, nhầm lạnh vãi, nên mua cho nó cái chăn nè. Ấm ừ, vãi. Ồ hai ông bà chạy nãy giờ chắc cũng mệt rồi, có lẽ tôi nên cho họ vào nghỉ ngơi tí nè. Bà lạnh quả chỗ ơi. Bà lạnh à, vậy đưa tiền cho bà mua áo ấm nè. Ồ đưa mà bà không nhận. Vậy cho bà xuống nằm chung với ông nhé. Ồ nhìn ông bà nằm rất tình cảm nên tôi mở tí nhạc cho lãng mạn. <laughs> Mấy miếng đanh màu xanh kia xấu vãi, nên tôi sẽ mạ vàng hết luôn. Ồ mà con gái con đứa gì mà ngủ như heo vậy, ngồi dậy chạy cho có sức sống tí coi. Ồ cái gối nhìn xấu quá, in mặt nam thần eo trang hy lên sẽ đẹp hơn á. Ông bà nghỉ nãy giờ cũng nhiều rồi, giờ ra ngoài chạy tiếp đi chứ. Ôi không sao lại như thế này, mà thôi kệ đi, như vậy là tôi đã giúp đỡ họ thất bại. Cảm ơn bạn đã xem video, nhớ bấm đăng ký để theo dõi những video mới nhất của tôi nhé. Sau 100 lần chơi lại cuối cùng tôi cũng đã giúp họ thành công. cỏ cỏ ơi, ăn xuống mặt sướng không hết cả người. Giờ không biết làm cách nào để có thể bớt đi này, cho giúp ba vợ ơi. Gia cảnh của mấy người này thật đáng yêu, vì dư quá nhiều tiền nên ăn không ngồi rồi nóng nực run hết cả người. Không tốt cho sức khỏe, cũng may ở đây tôi có dư vài cái sổ nợ tôi cần giúp đỡ cho họ nghèo bớt đi hén bà già cả rồi ngồi xe lăn nhiều quá sẽ không tốt nên tôi sẽ cho bà đứng dậy chống gậy còn xe lăn đem bán đi sẽ tốt hơn đứng như vậy sẽ tốt hơn không còn bị béo phì nữa ông nằm trên giường kia chắc sẽ không ăn uống được gì nên tôi lấy bộ răng đem đi bán luôn trời nóng được mà ông còn đắp mền làm gì đem bán luôn đi vẫn còn nóng luôn hết mùa đông nóng được mà căn nhà mới mẻ kín mít quá không tốt cho sức khỏe. tốt nhất là nên dở hết đi. như vậy sẽ thoáng mát hơn trước, không còn nóng nảy con bà bảy nữa. đồ ăn ở đây quá là thịnh soạn, ăn nhiều như vậy sẽ dễ bị béo phì. tốt nhất là dẹp hết đi, để lại mỗi cái bánh bao là đủ. ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. bộ đồ cô gái này mặc quá mới mẻ không tốt cho sức khỏe, nên mặc bộ đồ rách dưới sẽ tốt hơn của nó không cần quá đẹp, chỉ cần có mọc là tốt rồi. Đúng như vậy, ở trong cái tủ kia không biết có cái gì vậy nhỉ. Sau một hồi mở ồ thì ra là một mớ vàng cây nguyên chất, đem bán luôn đi là tốt nhất. Vì vàng để trong tủ lâu quá sẽ bị hư không ăn được nữa, tốt nhất nên bán đi càng sớm càng tốt. Vẫn còn 4 cuốn sổ nợ, đưa cho thanh niên ngồi trên ghế. Đằng đâu có sung tướng thành đầu mà lúc ba, tôi không cần. Không cần thì thôi, làm gì căng. Bố mẹ ơi, hôm nay con lại được 100 điểm mẹ <laughs> Cái gì mà 100 điểm, cầm sổ nợ nè cu.ủa sao tự nhiên lại thành như phi? tôi là đâu? đây là ai? đây là nhà của cu đấy, hỏi cái gì? Ê, giờ giờ nhà nghèo rồi, phải đi kiếm tiền thôi hết sơ. bao kiếm được một đầu tiền rồi này mày nỉ. bà già rồi cầm tiền nhiều nặng tay không tốt, nên bán tiền đi sẽ tốt hơn. đỡ phải cầm nặng. hả? như vậy sẽ tốt hơn, bà không cần phải cầm nặng nhọc trên tay nữa. Trông cô gái còn khỏe trẻ thế kia, cho cô ấy một cuốn sổ nợ. Giờ nhà nghèo khó quá rồi, tôi không chịu được khổ cực nữa nên sẽ bỏ đi đây, bye bye. Như vậy là cô vợ đã bỏ đi tìm cuộc sống hạnh phúc mới, còn một sấp nợ đưa cho ông ngồi trên ghế luôn. Như vậy là tôi đã giúp đỡ họ trở nên nghèo khó thành công.